tìm mộ ngày thứ ba qua hai ngày dậy từ bốn giờ sáng mãi mười một giờ khuya mới về đến nhà cái tuổi bảy mươi hai của tôi đã cảm thấy đuối sức tôi ý nhiệm cho các con cùng bà chị tôi và anh tân cương đi tiếp tôi dặn không đào sâu thêm nữa làm gì chỉ sót lại đống cát đen đào xoáy lên thọ may tìm thấy mảnh hài cốt nào thì đem về nếu không thì thu dọn chiến trường mà về họ làm đúng như thế thấy chúng tôi không thu được kết quả gì nhiều cụ già nhất là các cụ về hưu sớm lại bài bác đã bảo mà tìm ở ngoài đê quanh cái vụn hòa thì không lại đi tìm ở trong đê làm gì có xác trôi sông vượt qua được con đê để vào tận trong đồng. Chị Tiến và chị Nhương cũng có mặt. Hai chị khuyên chúng tôi nhận lấy bộ hài cốt răng trắng trong một góc đa phía trên bến đò. Duy có anh Thìn con cụ giám, hiện là hiệu trưởng trường cấp 2 thì nói, bố anh hồi ấy có vớt được ba cái xác hai nữ một nam kéo qua đê rồi cho ở cánh đồng này Cụ dám Theo dân làng nói là người rất nghèo Mở ngọt Làm nghề đơm đó Và đánh dầm Đóng ngọt Nhưng bảo gan Nhà ai có việc đào huyệt bóc mộ Thì đều nhờ đến cụ Cả những cháu bé bị chết Cụ cũng sẵn sàng vác lên vai Đem đi chôn giúp Từ hồi kháng chiến chống Pháp có nhiều xác chết nổi lên ở vùng và làng cũng giao cho cụ vớt lên chôn cất. Cụ Yến xác nhận rằng cụ dám được làng phụ cấp để làm việc đó. Nếu có xác chết chôn ở đây thì chỉ là nhờ tay cụ dám thôi. Cụ trọng thì nhắc quyết bài bác. Làm gì có chuyện đó, anh Thìn đưa ra thông tin trên là đưa vào tiết lộ của cụ dám. Nhưng cụ dám thì mất cách đây 18 năm, hồi còn sống. Cụ đã được tặng bằng khen vì những thành tích trong kháng chiến chống Pháp. Tôi gọi điện cho anh Nhã. Anh nói, ngay gia đình đã báo cáo tìm thấy đủ các dấu hiệu thì tôi cũng tin. Tuy rằng cự ly có phần không đúng, bây giờ thì phải lập cái bản đồ mà xem từ âm bản. Tôi hỏi, như vậy có nghĩa là phần mộ sẽ nằm ở bên kia sông, tức là trên đất Thái Bình. Anh nói, phải vậy đó rồi anh dẫn tiếp phải tìm đến một cái vụn xấy một cái vùng do nước xấy vào bãi sông mà tạo thành ở đó có một xóm mới dân mới ra ở đó khoảng hai chục năm trong đó có cô nhường có ông an mộ nằm trên đất cô nhường trên mộ vẫn những dấu hiệu như đã chỉ tìm mộ ngày thứ tư và thứ năm các con tôi vốn đã không tin vào phương pháp thần bí đều không muốn đi tiếp các lão già mở ngọt chị và các em tôi đóng ngọt thì đều đã mỏi mệt chỉ có anh tân cương là vẫn vững lòng tin vì chính anh đã nhờ vào các nhà ngoại cảm mà anh tìm được mồ mã gia tiên anh nhận giúp tôi tìm kiếm tiếp anh cùng anh đạt vượt bến đò la tiếng sang đất thái bình đi dọc sông để tìm cái vụn xoáy chốc chốc lại gọi điện thoại di động về xế chiều cách bến đò la tiến chừng tám cây số một cụ già báo anh phía thái bình không có vùng xoáy đâu vì nước sông ở đoạn này hoặc sang đất hương yên cụ chỉ sang vụn bà khám mỹ bên kia sông gọi thế là vì bà kháng mỹ nhiều năm sinh sống trên vùng đó bằng thuyền đánh cá vậy là lại phải qua sông để trở về đất hưng yên cạnh vụn bà kháng mỹ trên đất bãi có một xóm mới trong đó có một chị trên giường có một anh trên an có mấy ngôi mộ vô thừa nhận nhưng chẳng dấu hiệu nào khớp với bản đồ mà anh nhã đã cho anh tân cương đi tiếp một ngày nữa từ Vụng bà kháng mỹ ngược lên vụn vạ Nơi nào có mộ vô thường nhận là anh đến Nhưng chẳng đâu tìm thấy đủ những dấu hiệu mà anh nhả cho Cuộc tìm kiếm theo đủ mọi hướng đến đây xem như tắc tỳ Cái tính hoài nghi khoa học vốn có của tôi trỗi dậy Tôi nghĩ lão nhã này hắn đánh đố mình Hắn bày ra cả một trận đồ bác quái Nào là dấu hiệu, tín hiệu, tên người và tên đất Rồi bảo mình phải đi tìm cho đủ Lục tìm cả cái đất nước này chưa chắc đã có nơi nào khớp được với cái trận đồ bác quái của hắn. Nghĩ thế, rồi tự trách mình là vô lý đã chấp nhận đi theo. Thầy nhã mà tỷ lệ trúng mồ chỉ đạt 60%, thì lý gì lại thắc mắc khi trường hợp của mình rơi vào 40% kia đã chấp nhận tìm đến con đường thần bí như nguồn hy vọng cuối cùng thì lý gì lại đòi hỏi phải lý giải cái trận đồ bác quái kia gọi hồn theo đuổi hai nhà ngoại cảm nổi tiếng đã vẽ trúng hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ nhưng đến lượt mình thì không có duyên tôi bàn với anh Tân Cương chỉ còn cách là tìm đến những người có khả năng gọi hồn theo tin của anh thì cô Phan Thị Bích Thằng đã mất năng lực đó vài năm nay rồi anh đang giúp tôi liên hệ với một bà ở Cẩm Giang và một bà ở Hải Phòng. Chị Tuyết Nga cũng khuyên tôi tìm kiếm xem hướng đó. Chị cho tôi một địa chỉ điện thoại mà điều tra ra thì đó là chính là địa chỉ của cô Bích Thằng. Trong quá trình tìm mộ, tôi thường hay kể lại với bạn bè khi rảnh rỗi, tình cờ một hôm, anh Trần Công Bảy biết tôi có ý định gọi hồn, liền nhận giúp tôi liên hệ với cô Bích Hằng. Cô nhận giúp tôi vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 1999. Ngày 9 tháng 8 năm 1999 tiếp xúc với linh hồn. Qua cô Bích Hằng, tôi hy vọng có được thông tin về phòng mồ của em tôi, nhưng điều còn quan trọng hơn là kiểm nghiệm xem có thật linh hồn còn tồn tại sau khi người ta chết không. Tôi lục tìm trong trí nhớ những vụ việc mà chỉ tôi và em tôi biết, để kiểm tra xem thật là linh hồn em tôi đang nói với tôi không. Dự buổi gọi hồn có chỉ tôi và em gái tôi, nhưng tôi dặn không ai được nói để phòng hớ hên, để lộ thông tin cho thầy bói nói dừa. Bích Hằng là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và tùy mị, năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đang làm kế toán cho một công ty xây dựng của quân đội, đồng thời vẫn theo học lớp đào tạo thạc sĩ quản lý kinh doanh do trường Đại học Oxford Mở Ngọt Anh Đóng Ngọt tổ chức tại Hà Nội. Tôi hỏi cháu có khả năng đặc biệt từ bao giờ cô nói từ khi còn đến học phổ thông, sau khi bị chó dại cắn lên cơn nhưng không chết cô bạn cháu cùng bị chó dại cắn thì chết một hôm dỗ bà nội cháu nhìn lên màn thờ thấy bà ngồi cùng hai đứa bé cháu hỏi ông nội hai cậu bé ngồi cùng bà nội kia là ai sau một hồi kinh ngạc ông nội giải thích người con thứ nhất của bà được hơn một tuổi thì chết người con thứ ba sau bố được hơn hai tuổi cũng chết từ đó trở đi, khi qua nghĩa địa, cháu nhìn thấy vô số là vong hồ người nằm, người đứng. Khi tỏ, khi mờ, giống như nhìn vào cái màn hình bị nhiễu. Mới đầu thì rất sợ, sao cũng quen dần đi. Tôi hỏi lại, có tin nói là khả năng đặc biệt của cháu suy giảm rồi có đúng không? Cô trả lời, khi cháu có bầu và sinh con, cháu phải lấy cớ đó để từ chối Bây giờ con cháu đã 14 tháng Cháu mới nhận giúp bác Khác với anh nhã Cháu hàng yêu cầu đặt lên một cốc nước Một cốc gạo để cắm hương Một ngọn nến Và một bức ảnh của cô Khang Theo cháu nói là để nhận diện vong hồn Được triệu về có đúng là cô không Cháu mang theo một sắp giấy tiền Đặt lên bàn Thắp hương và đốt nến xong Cháu khấn mời cô Khang Bằng một dòng nhỏ nhẹ Tưởng chừng như cô đang ngồi trước mặt Rồi quay sang nói với tôi Ở căn phòng này bác không thờ bao giờ Có thể là khó về Nghe hàng nói tôi đâm lo Chẳng những không thờ bao giờ Mà 10 năm nay tôi không ở nhà này Giao cho con Nhìn quanh cửa đóng kín mít Mở ngọt để mở máy điều hòa Nhiệt độ đóng ngọt thì mùi hương bay đi đâu mà cô nhận biết được cháu hằng có lời mời nhưng cô ở đâu mà nghe thấy được nếu nghe thấy thì tìm sao nổi đi đến địa chỉ này ở giữa cái thành phố ồn ào bát ngát nếu tìm thấy địa chỉ thì lách qua kẽ hở nào mà vào được một phút chờ đợi căng thẳng trôi qua cháu hằng vẫn dán mắt vào tấm ảnh rồi hai phút rồi ba phút Bỗng cháu Hằng hớn hở Cháu chào cô à Cháu là Phan Thị Bích Hằng Bác Trần Phương nhờ cháu mời cô về Để hỏi cô Hài cốt của cô hiện nay ở đâu Rồi Hằng vội quay sang tôi Hạ giọng nói Có một người đàn ông thanh niên Đi cùng với cô Tôi ngồi im Cố đoán xem người đó là ai Cháu Hằng vẫn chăm chú lắng nghe Thỉnh thoảng lại vâng à à thế à cái gì ngân cô ngân hay là cái gì qua phiên dịch của cháu hằng cô khang nói người thanh niên đi cùng em chính là anh sơn ấy anh vẫn thường xuyên đến gặp em mở ngọt anh sơn thật ư người anh người bạn và người đồng chí thân thiết nhất của tôi tôi muốn reo lên gọi thật to tên anh nhưng tôi cố nén mình lại chờ xem sao đóng ngọt anh không có duyên rồi anh đi tìm em đối mặt với em rồi mà không đến được với em từ hôm anh đến mấy chị với em trong đội hòn ngon của em cứ bảo sao lâu quá không thấy anh phương trở lại chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh đào ba bước chân sỏi dài ra về phía bờ ao mở ngọt tôi hỏi vậy em nằm trên giường hay dưới ao đến bờ ao cũng còn ba bước chân nữa phía trên em chừng hai mét là chị Nguyễn Thị Bê đội viên đội nữ du kích còn ngân quê ở nhà ngay làng la Tiến. cách chỗ em nằm cũng chừng hai mét về phía đông là một nam bị bắt từ Hải Dương về em không biết tên ba cái mộ gần như nằm trên một tường thẳng hai người kia cùng bị giết một ngày với em Chúng cột tay ba người lại với nhau rồi vắt xuống sông vào nửa đêm. Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. Mãi mấy ngày sau xác mới nổi lên. Dân vất được. Thực ra dân cũng là dân phòng giả dạng thôi. Đưa về đây chôn Vì thế mà ba cái mộ sát gần nhau. Xa hơn còn mấy người nữa. Chỗ này còn có cả thấy bảy người cơ. Mấy người nổi lên trước thì dân còn cho được manh chiếu còn nổi lên sao thì đến manh chiếu cũng không có nói gì đến quan tài mở ngọt vì cháu hàng hỏi chôn cô có quan tài không rồi cô chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm với cái đặc điểm cây cỏ xung quanh bắt đầu từ cây nhãn góc vườn mà tôi nhận ra ngay đó là cây nhãn giáp với nhà bà nhờ tôi đã ngồi ở đó để theo dõi việc đào mộ tôi hỏi em có biết chỗ em nằm thuộc về đất của ai không của bà nào không cô đáp em cũng không biết nữa cháu hằng xem ảnh bắc sơn bảo đúng nhưng trông bắc già hơn và gầy hơn trong ảnh Thực vậy bức ảnh chụp 1948 trong tư thế rất bảnh trai khi anh đang công tác ở sơn tây anh nói chú đi tìm em khang mà chẳng nói với anh một câu mở ngọt tôi xin lỗi anh nhưng trong bụng vẫn nghĩ Oan em quá em đâu có biết anh còn tồn tại đóng ngọt lần sau chú báo trước cho anh anh sẽ dẫn đường cho chú đến tận nơi người trên này có tâm đấy như mò kim đáy biển biết chỗ nào mà đào anh khoan cho chú chỗ ấy là họ hiểu biết ngay cũng may mà khúc sông ấy hơi cong lại xác em mình dạt vào nếu không thì đã trôi tuột đi rồi mẹ thì khóc thương em nhiều lắm cứ muốn em về bên mẹ để mẹ ôm ấp còn anh thì anh khuyên em về nghĩa trang liệt sĩ vì đấy là vinh dự của em của gia đình mình cơ mà tổ quốc ghi công đời đời người ta thắp hương cho mình chứ đâu chỉ con cháu trong gia đình mình vả lại đời anh chị em mình đã vậy chứ đến đời thằng an thì nó còn biết gì mở ngọt tôi giật mình vì thằng an chính là con tôi mười năm sau khi sinh nó mới ra đời đóng ngọt hôm nào khi đưa em khang về nghĩa trang liệt sĩ chú cũng cần nói lại với bố mẹ như thế hôm chú đi tìm mộ em khang anh cũng có theo dõi chú đào xuyên đến cả lớp đất nguyên thủy Em mình đâu có nằm sâu đến thế, chỉ hơn một mét là đến lớp cắt đen rồi. Em mình cũng chỉ nằm ở tầm ấy thôi, lần này chú để ý sẽ thấy một thanh củi một. Thực ra, đấy là cái cán thuộn mà người đào đất đánh gậy vất lại, vô tình như đánh dấu cho mình. Bỗng cháu hàng nói như ra lệnh, pha chén nước trà, tôi hỏi nhỏ cháu lại làm như vậy Hằng nói bác Sơn bảo nói chuyện khen thế này thôi à. Cháu Hùng đứng dậy đi ra ngồi rồi lại vào ngồi cạnh tôi. Một lát cháu đứng dậy đi ra cửa, đỡ lấy hai chén trà nóng đặt lên bàn. Cháu Hằng quay sang tôi, nói bác Sơn bảo, ơ kìa cái thằng An, nó vào mà không chào bác. Cháu Hằng và tôi đều ngồi quay lưng ra cửa, không để ý ai đã hé cửa đưa chén trà cho Hùng sao mới biết là cháu an nó vừa đi làm về bác sơn nói tiếp các cháu học sinh nó không biết đấy thôi người âm không giúp được gì nhiều nhưng cũng có lúc đỡ được có lần chỉ cần anh đến chậm một tí thì cháu trang đã gặp nguy hiểm rồi mở ngọt tôi kinh ngạc khi anh nhắc đến tên cháu trang con của an đóng ngọt tôi hỏi anh bảo sẽ dẫn đường cho em làm cách nào mà em nhận biết được anh nói anh không thể nắm tay chú, nhưng anh sẽ tìm một con vật nào đấy, con ong, con bướm chân hàng. Sai khiến nó để nó dẫn đường cho chú. Làm việc này đối với người âm là khó đấy, nhưng anh sẽ cố. Khi thấy con vật, chú gọi nó lại, rồi đi theo nó đến chỗ nó đầu. Một lúc lâu, cháu hàng không dịch. Mà trao đổi gì đó, tôi chỉ nghĩ cháu nói mở ngọt, cháu còn nhỏ, Vâng, cháu sẽ cố. Sau này hỏi lại, Hằng nói, cô Khang cứ thuyết phục cháu đi đến mồ, để cô nói với cháu, chỉ cho cháu đúng chỗ cô nằm, kiểu lại đào chợt như lần trước. Bác Sơn cũng dỗ cháu, bác bảo, chú Phương chú ấy quen tắc phong chỉ huy ra lệnh, còn bác thì bác nhờ cháu. Bác Sơn bác ấy vui tính lắm, hay bác nói là thấy không khí vui vẻ, phấn khởi ngay, còn cô Khang thì có vẻ hơi buồn. Cháu Hằng lại hỏi, bác Phương muốn biết chính xác ngày dỗ của cô, bác ấy chỉ biết vào khoảng 20 tháng 6 dương lịch. Rồi Hằng nói tiếp, cô cười bảo, đối với anh Phương thì ngày nào mà dỗ chẳng được, em bị chúng nó bắt. Có được bóc lịch đâu mà biết ngày, chỉ nhớ một hôm khoảng 18 hay 19 gì đó Hàng quan Tư bảo, bọn mày cứng đầu, đến ngày 24 mà không khai thì bắn bỏ, anh cứ lấy ngày ấy là được. Còn ngày âm lịch, em không biết là ngày nào. Anh Sơn bổ sung, cứ qua ngày giết sâu bọ là em khang lại bảo anh sắp đến ngày dỗ em rồi đấy. Mở ngọt, sau này tôi tra lịch thì biết, ngày 24 tháng 6 năm 1950, là ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch, đóng ngọt. Rồi anh nói tiếp, hôm nào đi tìm mộ em Khang, các cô kiếm lấy ít hoa quả thắp hương mời chị em. Người ta chết cùng nhau, chỉ mình thì hột đào tìm em mình thì người ta cũng tuổi. Phía trên mộ cô Khang là một chị liên lạc cấp dưỡng cho đồ du kích. Người địa phương mở ngọt cô Khang nhắc, Nguyễn Thị Bê đóng ngọt. Nên báo cho gia đình chị ấy biết mà đến tìm. Chú Phương kiếm cho anh mấy bao, mở ngọt Cháu Hằng nói, bao gì ạ? À? à, vâng, đóng gọt. Bao thuốc cấp tăng để anh mời anh em. Bây giờ anh cũng chỉ quy cả trung đoàn đấy. Bọn cháu Hằng nói như ra lệnh, đốt tiền đi, sắp đi rồi đấy. Tôi hỏi nhỏ cháu, sao lại làm vậy? Cháu nói, bác Sơn bảo. Chúng tôi vội vã đôi điều về đời sống của anh tôi và em tôi, cô Khang nói. Có lần em về thăm chị Nghĩa, chỉ đứng ngồi mà và không vào được. Mở ngọt, chị Nghĩa là chị lớn nhất nhà của chúng tôi, đóng ngọt. Anh Sơn nói, em bị chết trôi xong, đã có ai bắt cầu đâu mà hãy nhớ chị cho em thì chỗ nào cũng đòi vào. Bọn sao đi với anh, bây giờ công việc ở đây đã xong, đi với anh đến nhà Quỳnh chơi mở ngọt. Quỳnh là em út của chúng tôi, tuy là út nhưng cũng thành một ông lão ngồi 60 rồi. Chỉ riêng cách xương hô đó cũng chỉ nói lên vị thế và tình cảm của người anh cả đối với thằng em út Nói rồi, biến mất, cuộn băng ghi âm 90 phút cũng vừa hết. Sau đó, tôi nghe lại băng ghi âm nhiều lần, quả thật, lại quá nhiều điều bí ẩn do chính anh tôi nói ra mà tôi không kịp hỏi lại nhưng qua những tên người trong gia đình được nhắc đến một cách ngẫu nhiên qua cách xưng hô sự hiểu biết về tính cách từng người còn sống cách xử sự, sự và tâm tư tình cảm của người nói tôi nhận ra đúng là anh tôi và em tôi người khác dù biết rõ gia đình tôi đến mấy cũng không thể sáng tác ra một kịch bản như thế huống là cháu hằng một người mà tôi vừa mới gặp lần đầu cháu chỉ đơn thuần đóng vai người phiên dịch chăm chú lắng nghe hỏi lại cho đúng rồi nói lại cháu hỏi han vân già trao đổi với người chết cứ như nói chuyện với người sống đang ngồi trước mặt hoàn toàn không phải là một cô đồng nửa tỉnh nửa mê nếu thừa nhận người đang nói đúng là anh tôi và em tôi thì không thể không thừa nhận sau khi người ta chết đi vẫn còn lại một cái gì đó mà ta quen gọi là linh hồn nhưng linh hồn là gì tôi tự hỏi nó phải tồn tại với một dạng vật chất nào đó thì cháu hằng mới nhìn thấy và nhận diện được qua tấm ảnh nó phải phát ra tiếng nói qua một tần số nào đó thì cháu hằng mới nghe thấy mà nói lại cho tôi đối với tôi nó là vô hình nhưng đối với cháu hằng thì nó lại là hữu hình. Đối với tôi, nó là câm lặng. Nhưng đối với cháu Hằng, thì nó là phát ra những âm thanh có thể nghe thấy. Những âm thanh này chuyển tải đủ cả những sắc thái sống đồng của tình cảm, của tư duy, hệt như tiếng nói của người sống vậy. Nếu linh hồn đã là một dạng vật chất có hình thù và khả năng phát ra âm thanh, thì theo cách nói của triết học nó thuộc phạm trù tồn tại mang tính cách khách quan chứ không thuộc phạm trù ý thức mang tính chủ quan nhận biết nó hay không nhận biết được nó là tùy ở khả năng của từng người cháu hằng có khả năng nhận biết được nó còn tôi thì không nhưng đâu phải vì tôi không có khả năng nhận biết được nó mà tôi có quyền phủ nhận sự tồn tại của nó đối với tất cả những gì ta chưa có khả năng nhận biết được cho vội vắt vào cái sọt rác mê tín dị đoan thì khoa học còn việc gì để làm còn gì để khám phá lâu nay tôi đinh ninh mình là duy vật hóa ra chính mình lại là duy tâm chủ quan cái gì ta cho tồn tại thì nó tồn tại cái gì ta cho là nó không tồn tại thì nó không tồn tại nó chỉ là mê tín dị đoan Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với linh hồn tôi nhận ra như thế hoặc suy ra như thế, tuy nhiên cũng còn phải chờ cuộc đào bói tiếp mới kiểm nghiệm được những thông tin do linh hồn cung cấp là đúng hay sai. Vùng đào bói tiếp lại trùng hợp với vùng đào bói do anh Nhã chỉ dẫn, vì vậy cũng là một việc để kiểm nghiệm lại cái trọn đồ bác quái của anh hy vọng và hoài nghi lẫn lộn. Tôi nóng lòng chờ ngày hẹn của cháu Hằng để cùng về La Tiến. Cuối cùng ngày hẹn được ấn định 17 tháng 8 năm 1999. Ngày 17 tháng 8 1999, cuộc đào bới lần thứ hai. Ngay sau khi nhận được hẹn của cháu Hằng, tức là 4 ngày trước khi tiến hành cuộc đào bới lần thứ hai, Tôi cử chú Quỳnh cùng anh Tân Cương về La Tiến làm các công việc chuẩn bị. Khi còn cách La Tiến 40 cây số, anh Tân Cương gọi điện cho anh Nhã, anh rất mừng. Khi biết tin Bích thằng vào cuộc, lần này anh cho Tân Cương một tín hiệu, 10 giờ hôm đó sẽ có hai con bướm màu bay lượn quanh mộ, rồi đậu lại hãy đánh dấu lấy chỗ đó. Đến nhà ông Điển đúng giờ hẹn anh Tân Cương ra góc nhãn ngồi. Cái hố mà chúng tôi đào hôm trước nay đã được lắp bằng một lát. Có hai con bướm đen, đốm hoa bay đến, rồi một con bay đi, một con đậu lại trên cành nhãn. Anh Tân Cương chiếu thẳng từ cành nhãn xuống đất, cắm một cây quê đánh dấu lại. Cây quê cách chỗ tôi đặt quả trứng hôm trước 2 mét ra phía bờ ao. Ông Điển đứng bên tường hoa theo dõi, chỉ tủm tỉm cười, vào trong nhà, ông mới kể Sau lần đào bói hôm trước, ông mời thầy về cúng Thầy bảo mồ có nằm cũng ở chỗ cây quê đó Nghe anh Đăng Cương thuộc lại câu chuyện Tôi chỉ biết ghi nhận Tất cả còn phải chờ kết quả cuộc đào bói tiếp Nhưng nếu đúng thì thật kỳ lạ Anh Nhã ở tận Sài Gòn Làm sao điều động được hai con bướm đến một điểm chỉ có cách thành hồ cổ một mét. Điểm ấy đúng như ý anh chỉ đạo lần trước là phát triển về hướng Nam. Nhưng không phải về hướng Nam như tôi đã thực hiện mà xa hơn. Còn bà thầy vườn, chẳng lẽ đất nước này cũng lắm người có tài năng kỳ bí, chứ không phải chỉ rạc một hạng người buôn thần bán thánh nhảm nhí. Trong những việc tôi nhờ anh Tân Cương có việc điều tra xem trong danh sách liệt sĩ của xã có ai là Nguyễn Thị Bê. Anh thất vọng cái lại chẳng những lục tìm sổ sách mà còn đi hỏi rất nhiều cụ 70 tuổi trong làng không đâu biết có một cái tên như thế. Đối với tôi thì sự thất vọng càng lớn, vậy là em gái tôi nói sai và cả anh tôi nữa, thậm chí anh tôi còn nói cụ thể, chị ấy là liên lạc cấp dưỡng cho đội du kích em gái tôi và anh tôi thì tôi biết là người không thể nghi ngờ được. Vậy dấu hỏi phải đặt vào người nói, có thật là người nói em gái tôi và anh tôi không? Tối hôm 16 tháng 8, tôi không quên thắp hương và báo cáo với anh tôi rằng sớm ngày mai chúng tôi sẽ về La Tiến tìm mộ em Khang. Đến nơi, chị tôi theo đúng lời dàn của anh Sơn bày hoa quả vào mâm đặt lên tường hoa cháu Hằng khấn mời khấn xong cháu cầm bó hương đi thẳng ra khóc cây vải mở ngọt cách gốc cây nhãn 6 mét về hướng đông cả hai cây đều sát bờ ao đóng ngọt ngắm nghía rồi cắm hương xuống đất lấy bó hương làm tâm cháu vạch một cái hố hình chữ nhật để đào mở ngọt sau này hằng bảo tôi khi cháu đang khóng thì đã thấy bác Sơn và cô Khang đứng góc cây vải, cô vẫy cáo lại rồi chỉ cho cháu chỗ cắm hương, đầu và chân ngôi mồ, đóng ngọt. Nhìn bó hương của hàng, tôi thấy có cách quả trứng của tôi 3 mét ra phía bờ ao, nhưng lại lui về hướng đông dọc theo bờ ao 2 mét nữa. Cái hố mà cháu vạch không nhầm thẳng hướng tây đông nhưng cái hố hôm trước mà đầu về hướng tây bắc cuối về hướng đông nam, xét gốc cây vải, nghĩa là gần như vuông góc với cái hố hôm trước. Cái hố mới nằm ngồi hình tam giác hôm trước, cạnh của nó là cạnh đáy của hình tam giác, nối dài ra phía bờ ao. Trong khi thợ đào đất chuẩn bị làm việc, hàng đặt ảnh cô Khang ở dưới gốc cây vải rồi nói Thưa cô, chỗ cô nằm, cháu đặt vạch theo chỗ cô chỉ, còn hai cốt thì như hiện trạng cháu nhìn thấy còn rất ít, chỉ bóc lên có thể muỗng ra vầy xin cô cho phép bóc lẫn cái đất mang về. Nếu không được đầy đủ thì cô cũng không cảm cho mở ngọt. Sau này tôi hỏi Hằng, cháu nhìn thấy hiện trạng hài cốt thật ư? Hằng nói, cháu nhìn thấy hồi năm 1994 tìm hài cốt 13 liệt sĩ ở núi non nước Ninh Bình. Cháu nhìn thấy hài cốt bị vùi dưới lớp đất sâu 4 m năm Khi đào đến độ sâu 3 m không thấy gì, mọi người đã nản. Nhưng cháu yêu cầu đào thêm vì cháu đã nhìn thấy hài cốt ở đồ sâu ấy. Cô Khang nói, lần này nhìn thấy cậu Quỳnh là chị phấn khởi rồi. Cậu Quỳnh mà đi thì chắc là được. Mở ngọt, lần trước Quỳnh không đi. Quỳnh lại là người tin vào thần Phật, đóng ngọt. Còn anh Dung mở ngọt tôi tên thật là vũ văn dung đóng ngọt thì thần thánh anh ấy cũng chẳng sợ có khi chỉ nhiễu quan trần còn quan âm thì chẳng ai giúp mình anh sơn tức anh nhung nhà mình mở ngọt tên thật của anh tôi là vũ văn dung đóng ngọt cũng ở đây suốt từ sáng anh cứ bảo sao mình chưa đến anh trách cháu an nếu mà có kiên trì mình Tỉnh thì đã đưa được cô về từ lần trước để thu dọn chứng trường. Cháu Hằng nói, ai là hậu? Cô gọi chị hậu. Chị tôi, vậy chạy từ trong nhà ra, cô khen nói tiếp. Chị đã xuống đây mà không ra với em, lại cứ ngồi trong ấy, hài cốt của em thì không còn nguyên vẹn. Nhưng chị bóc cho em một nắm đất về quê mình thì em cũng mừng rồi. Ở đây tuy có nhiều chị em đồng đội nhưng không phải là ruột thịt. Cả năm cũng chả ai đến thắp cho một nén hương. Chả lẽ cứ ở đây quấy quả nhà ông An mãi. Bác Sơn nói, cứ bốc cho bằng hết, dù ít dù nhiều thì cũng là máu thịt của em mình. Không bỏ vừa trong tiểu thì đắp lên mộ cho em. Cái con Uyên là người hợp với em nhất, được cô cho nhiều lọc nhất. Nên lẽ hôm nay nó đi thì mới phải, mở ngọt. Uyên là con gái út của tôi, nó đã đi hôm đầu tiên, đóng ngọt. Anh Tân Cương hỏi cô có biết cháu là ai không? Cô Khang nói, tôi không biết anh Cương, thì hóa ra tôi vô tình quá. Anh lặn lội với tôi nhiều. Bác Sơn bổ sung, thằng Tuấn Anh chưa chắc đã lăn lộn với cô bằng anh Cương, mở ngọt. Tuấn Anh là con thứ hai của tôi, nó sinh ra mấy ngày sau khi anh tôi hy sinh, đóng ngọt. Tân Cương lại hỏi, ai mai tán cô, cô có biết không? Nhiều người không tin là thi thể cô đã trôi dạt vào đây. Cô vừa nói đến ông An là ông An nào ở đâu? Cô Khang nói, nếu có cách gì là cho cụ Đặng Đình dám sống lại thì gia đình mình khỏi mất công tìm kiếm. Rất tiếc là đã gặp cụ ở âm phủ mất rồi, em bị chúng nó đếm xuống sông khi xét nó lên. Gặp lúc triều cường gạt vào một khúc quanh, được cụ dám vớt lên, kéo qua một cái rãnh nước rồi dừng lại, cụ bảo. Mấy vị chết ở đây, nếu đối khác khi nào nhà ông An lên hương thì vào mà xin lọc. Được chị động viên, Quỳnh kể về quá trình đi tìm hài cốt của chị, trong đó có đoàn, chị Tiến và chị Nhường. Báo cho gia đình mình đến nhận bộ hài cốt cho ở góc đa phía trên bến đò. Người ta bảo cô chữ thị dung ở Thái Bình đã tìm thấy hài cốt của bố cô ấy chôn cùng với người phụ nữ đó để xác minh em đã theo dấu chân cô ấy từ thái bình đến tận vũng tàu nhưng cô ấy nói rằng chính cô ấy cũng tìm thấy hài cốt của bố cô ấy nghe xong cô khang nói chị nói cho em biết cái mổ gốc đa nếu là một nữ du kích mà nhận là chị thì còn được đằng này lại không phải nữ du kích sao ngộ nhận như thế được còn chữ thị dung Chính bố cô ấy đã kể với chị rằng em đã đến tìm gặp cô ấy. Ông ấy nhờ chị nói với em nhắn giùm cho cô ấy đến tìm bố. Bố cô cũng nằm ở đây. Rồi cô chỉ chỗ ngôi mộ ngay dưới chân cái hố sắp đào. Đó chính là ngôi mộ người đàn ông bị bắt từ Hải Dương về, vỡ ngọt. Sau này Hằng kể lại người đàn ông lúc ấy cũng đứng bên cạnh cô Khang nói lại Cháu mới nghe đấy. Khi cô chỉ ngơi mộ, cháu nhìn xuống thì thấy hài cốt không có đầu. Đến đây, cháu Hằng nói xin phép cô cho bắt đầu. Đào hết lớp đất vượt thổ thì Hằng bảo thợ ngừng đào. Cháu nhảy xuống hố, lấy dầm gạt nhẹ từng lớp cắt đen. Chỉ hơn một gan tay thì vướng vào thanh cuối một, nảy lên, thả vào nước thì nhọn ra. Đó là một khúc tre già, thịt tre đã bị phân hủy, nhưng sơ tre và đốt tre thì vẫn còn nguyên khúc tre dài hơn một gang tay đường kính tương đối lớn không thể tra vừa bất cứ một loại xẻng hay cuốc nào chỉ có thể tra vừa vào cái thuộng hình lưỡi mai mở ngọt mặt phẳng bề ngang nhỏ hơn lưỡi xẻng nhưng dài hơn lưỡi xẻng đóng ngọt mọi người đều kinh ngạc khi biết thông tin về cái thuổng đã được báo trước Riêng tôi thì mừng không xiết. Vì đây là dấu hiệu đáng tin cậy nhất để nhận biết nắm mộ này đích thực là mộ em gái tôi. Cái cắn thuộng đã bị vùi dưới đất cách đây 50 năm, người đời không ai ngụy tạo ra nó được. Dấu hiệu đó lại được linh hồn mách bảo cho tôi chính ngày trước khi khai quật. Người đời không ai nhìn thấy mà bách bảo được, còn sự chính xác thì đạt đến mức chi tiết thú thật khi nghe anh tôi nói đến cái cán thuận tôi nghi ngờ hoặc là anh tôi nhận định sai hoặc là cháu hàng dịch sai vì người đào huyệt phải dùng mai sẻn cốt chứ sao lại dùng thuận lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến loại thuận thông dụng nhóc loài có lưỡi hình vẫm để đào gốc cây chứ không nghĩ đến loại thuận hình lưỡi mai để đào đất tác dụng giống như cái mai nhưng khỏe hơn cái mai loại thuận này cũng còn nơi gọi là mai sau khi tìm thấy cái thủng Chị gạt vào lớp cắt mỏng là thi hài em tôi hiện ra khi chôn người ta đặt em tôi nằm nghiêng người hai cong mặt hướng ra vụn quà đầu về hướng tây bắc chân về hướng đông nam trùm lên sọ là một mảng tóc đen nhánh rồi đến những đốt xương cổ nhìn rất rõ nhưng khi bốc lên thì tóc rụng ra ngay, những đốt xương nguyên vẹn gãy ra như những chiếc bánh bích quy thấm nước. Cháu hàng hỏi cô Khang răng có ở đâu để cháu mang đi đãi. Cuối cùng tìm được năm chiếc răng, tôi xem thì đúng là răng trắng, nhưng do ngâm lâu trong buồn nên ngã sang màu xám và đen xỉn. Theo đúng mệnh lệnh của anh Sơn, chúng tôi bóc tất cả số bùn đất theo hình người nằm cong bỏ vào túi mang về cháu hàng tìm mãi không thấy chiếc còng sách cháu hỏi cô khang cô cũng không chỉ được tôi nhận định có thể là nó đã bị rỉ đất qua 50 năm trong bùn lúc này thì hàng không dịch nhưng hôm sau cháu nói với tôi lần này đi tìm mồ cô khang cháu thương cô quá lúc tìm được răng rồi mấy người ở trên miệng hố nhắc cháu tìm móng tay cháu về hỏi cô Móng tay của cô ở chỗ nào cô chỉ cho cháu. Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt cho cháu, nói chúng nó rút hết móng tay của cô rồi, còn đâu mà tìm. Tôi vô cùng kinh ngạc vì điều này chỉ mình tôi biết. Sau khi em tôi bị giặc sát hại, huyện ủy phụ từ gửi riêng cho tôi bản báo cáo, gửi lên cấp trên mở ngọt trước đó tôi là phó bí thư tỉnh hưng yên có nhiều gắn bó với huyện phù cừ đóng ngọt kể rõ em tôi bị bắt bị tra tấn và bị giết như thế nào trong những cực hình mà địch sử dụng có việc dùng kìm rút hết móng tay rồi cắm kim vào đó dí điện vào hai đầu vú thọc gậy và âm hộ treo ngược lên cành cây và đám đá tôi không muốn một ai khác trong gia đình phải chịu đựng những nỗi thương xót như tôi vì vậy đã giấu kín những tin này nay được cháu Hằng kể lại. Tôi tin chắc người nằm dưới mồ đích thực là em gái tôi. Cháu Hằng lưu hối tìm kiếm và chỉ đạo mấy người giúp việc thỉnh thoảng lại nhô đầu lên nói chuyện với những người ngồi trên miệng hố. Bỗng Hằng nói có một cụ cứ tẩm tỉm ngồi nhìn không biết có phải là cụ dám không. Rồi hàng cất giọng lễ phép nói cháu chào cụ ạ. À. Cụ cho phép cháu được biết quý danh của cụ. Lắng nghe hồi lâu, hàng nói như reo lên cụ an. Rồi hàng tự giới thiệu mình cùng gia đình đi tìm hài cốt của Khang đề nghị cụ giúp đỡ. Cụ An nói, tôi làng xóm, nhà tôi ở vệ đê, bên ghi đầm, lần nào các bác về đây mà tôi chả biết. Tôi nhớ đêm hôm ấy vào lúc gà gáy canh hai, ông dám qua nhà tôi hỏi mượn tôi cái mai tôi hỏi để làm gì ông dám xịt để chôn người chết trôi tôi nhìn ra thấy một cái xác cục đầu biết ngay là cán bộ cách mạng ở chỗ kia có cái rãnh nước ông dám kéo mấy cái xác vào rãnh nước đến đây là chân ruộng mạ ông điển mới ra ở đây thôi chứ ngày ấy là ruộng mạ thuộc chủ khác cháu hằng đưa ảnh ông khang hỏi cụ có nhận ra người chết được không cụ an nói bà này là thân nhân của ông cán bộ trước là tỉnh ủy ở đây nhưng trung cất như thế nào thì cả tôi cả ông yền ông trọng đều không biết gì đâu chỉ có ông giám là biết thôi để tôi đi tìm giúp ông giám một lúc lâu cụ an đi cùng với cụ giám về hằng nói nhỏ cụ này già thế nhỉ rồi hằng tự giới thiệu và nêu ra đề nghị nhận diện người chết qua tấm ảnh cái còng sắt nằm ở chỗ nào cụ dám nói đêm tối tôi chỉ thấy loáng thoáng thôi xét ngâm lâu đã trương lên rồi mặt mũi thì nhìn không rõ tóc thì không vóng như thế này đâu mà cắt ngang gáy như cô bây giờ nhưng xỏ sượt dưới nước lần ấy tôi đem về đây không phải một người mà ba người cơ tôi kéo người phụ nữ lên trước cứ thấy vướng thì ra tay trái cô ấy xích vào tay phải người đàn ông khi chôn Nhân lại lại chôn hai người một hố, tôi tuột tay một người ra khỏi còng. Tôi chôn người phụ nữ ở đây, còn người đàn ông thì ở chỗ kia, sức tôi chứ kéo được đến thế. Khi chôn thì xác bị trói đã cứng, không nắng thẳng ra được, đành đặt hơi nghiêng, mặt hướng ra sông, cho mát mẻ. Còn người phụ nữ nữa, tôi chôn ở góc kia, mở ngọt, cụ chỉ ra phía góc nhãn, đóng ngọt. Nhưng bây giờ thì đã tụt xuống ao rồi, hình như lúc bị chết, bà ấy đang có chữa. tăng Cương nói, một số người không thể hiểu được xác chết trôi lại có thể vào được đến đây. Cậu dám nói, cái con mẹ tiếng nó cứ mồm, năm miệng mười, chứ làm sao mà nó biết được bằng tôi ở ngoài kia nước cả, không đem vào đây thì vùi làm sao được. Cậu nói tiếp, Điều này thì tôi chỉ nghe phong phanh thôi, Tuổi lính đóng ở đồn, Nó bảo người phụ nữ bị giết đêm hôm ấy, Là bà, bé của Tây xếp bót, Cổ an cãi lại, Ông thì chỉ được cái ăn no vác nặng, Chẳng có hiểu biết gì, Có lần, Ông cho một anh bộ đội, Ông lại bảo thằng lính giỏng, Tôi thì không được kéo xét như ông, Nhưng việc này thì tôi biết rõ, Có một người phụ nữ du kích bị bắt, thằng xếp bách dụ làm vợ bé không được nó đã giết đi ở bốc này có một thằng quan tư là quan thầy người pháp còn thằng bách tuy là tay sai nhưng cũng được gọi là mở ngọt thằng bách lấy vợ người la tiếng dân đều biết rất rõ về nó đóng ngọt trời đã xế chiều mọi người hối hả thu dọn hàng nói bác sơn bảo còn cái chân của cô môi sâu vào và bóc bác bảo cứ bình tĩnh từ sáng bác đã rải quân canh phòng từ đầu làng rồi không cho phép quấy rối mở ngọt tôi không biết thực hư thế nào nhưng lần nào bói trước có cả trăm người vây vòng trong vòng ngồi còn hôm nay chỉ có mấy đứa trẻ đóng ngọt bác bảo được bà chị xuống với em chẳng giúp được việc gì chỉ ngồi khóc tân cương tưởng anh tôi nói về cô em dễ xúc động của tôi liền chêm vào sáng nay bà ấy cứ nhất định đòi đi hằng cải chính bác sơn nói là nói đến bà chị bác nghĩa từ nãy bà già cứ ngồi một chỗ khóc nhà có sáu chị em gái ai nấy đều có phận đâu đến nỗi nào riêng em tôi giỏi giang xinh xắn nhất nhà thì thế này không tìm được xác em tôi tôi chết cũng không nhắm được mắt Bây giờ tìm được em thì mình cũng đã ra người thiên cổ rồi, bất chợt. Nghe thấy con số 6, tôi vội bấm đốt ngón tay 6 hay năm nhỉ, đúng là 6. Bác Sơn mở ngọt như hiểu ý anh Tân Cương đóng ngọt, nói cho cái cô nam nhà tôi xuống đây thì chỉ được cái bù lô bù loa chẳng cho ai làm gì. Tính cái con ấy nó vậy, cô Khang nói. Sau lần gặp cô em, ông anh tôi đã về bóc cát lập ngay bảy bát hương, mỗi người một bát, đúng là một cuộc cách mạng với ông anh tôi, em khang cảm động. Khi nhận tấm lòng của anh Phương, chị Thủy, cụ An nói, bà cô là liệt sĩ sao không làm lễ tri điệu rồi? rồi hãy mang về quê. Bác Sơn nói, hôm nay cặp rập quá, gia đình chuẩn bị không kịp. Hôm nào đưa về Nghĩa trang liệt sĩ của quyền sẽ làm lễ tri điều. Cô Khang nói, cậu Quỳnh còn giữ những giấy tờ bằng khen của chị không? Mở ngọt, Quỳnh đáp, bằng khen và huân chương của chị em vẫn giữ đóng ngọt. Hôm nào làm lễ tri điều chị ở nghĩa trang liệt sĩ, cậu nhớ mang theo. Tôi thật không ngờ, người chết đã bước 50 năm mà vẫn quan tâm đến những vinh dự của mình nơi trần thế. Hàng nói, cô cười bảo cậu dám à? Cậu nói oan quá, đã được làm bế ngày nào đâu? Mở ngọt, mọi người cùng cười, đóng ngọt. Nhưng cậu nói đúng đấy, ngày xưa ai cũng gọi là cô khang tóc dài, nhưng khi bị bắt, nó đã cắt cụt hết tóc. Trong việc trông cất các liệt sĩ ở đây, Cụ là người có công nhất, chúng tôi rất biết ơn cậu. Công việc thu vết hài cốt xong xuôi, thì mặt trời sắp lặn. Mọi người quay quanh góc vải nơi đặt bàn thờ tạm mở ngọt. Sau này hằng kể lại suốt ngày cô Khang và bác Sơn quanh quẩn ở đó. Buổi chiều thì bác Nghĩa cũng ngồi ở đó ôm lấy tấm ảnh cụ An và cụ Giám thì ngồi ở xa hơn về phía tường hoa đóng ngọt. Cô Khang nói lời cảm ơn đối với gia đình bác Điển bác Đạt nhờ bác Điển chuyển lời thăm hỏi đến chị Nhường chị Tiến. Nay tôi về Mỹ Hào với tôi, về với anh tôi, nằm tại đây còn một bộ hài cốt, gia đình người ta cũng sẽ đến bóc về, chỉ còn chỉ bê, hài cốt không còn gì. Nhờ bắt điển hương khói cho vong hồn chị, chị sẽ phù hộ cho hồi đi hoạt động, lấy tên là Nguyễn Thị Bê, nhưng tinh thật của chị là Nguyễn Thị Út, mở ngọt, mấy người làng ồ lên, bà Út, thế mà tìm kiếm mãi, đóng ngọt. Cuối cùng cô dặn nhờ bác điển đêm mâm lễ phát lộc cho các cháu. Chúng tôi đưa hài cốt em tôi về nhà và hai hôm sau đưa về nghĩa trang được sĩ có quyền. Có mặt đông đủ họ hàng đội ngoại. Sự xúc động được đối người thân sau 50 năm cách biệt xen lẫn với niềm tự hào về người con gái của dòng họ đã hiến cuộc đời mình cho cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy từ hôm gặp anh Nhã đến hôm bóc được hài cốt là một hành trình mò lần trong bí ẩn những thông tin do anh Nhã đưa ra đối với chính anh cũng là điều bí ẩn trúng hay trật chính anh cũng không biết còn linh hồn chỉ có cháu Hằng nhìn thấy và nghe thấy. Cháu nói lại, những điều cháu nghe được còn thực hư thế nào cháu đâu có biết. Cuộc hành trình đầy bí ẩn đã buộc tôi mò đến hai nhà gọi cảm nổi tiếng. Mỗi người một phương pháp vẽ mộ và gọi hồn. Cả hai phương pháp đều dẫn tôi đến cùng một kết quả. 24 ngày mò tìm trong bí ẩn chỉ đến ngày cuối cùng, ngày bóc mộ mới kiểm chứng được các thông tin, tập hợp lại các thông tin, tôi có được một hệ thống thông tin mà tôi cho là đáng tin cậy, một số có thể xem như vật chứng, bằng chứng những thông tin thu được qua các linh hồn. Một, việc đầu tiên đặt ra với tôi có đúng là những linh hồn người thân đang nói với tôi không? Cháu hàng nhận dạng được cái linh hồn cả những lúc cười cả vẻ mặt buồn hay vui linh hồn cô khang và anh sơn đã được cháu hằng nhận diện qua tấm ảnh còn tôi không nhìn thấy tôi kiểm tra qua những điều mà linh hồn nói ra hôm đầu tiên gọi hồn lòng đầy nghi ngờ tôi thủ sẵn trong túi tấm ảnh của anh sơn định bụng sẽ đưa ra hỏi linh hồn nhưng ngay khi nhìn thấy cô khang cháu hằng đã bảo cho tôi có một người đàn ông thanh niên đi cùng với cô nếu là một cô đồng gà mờ bịt bợm thì dạy gì mà để số cho mình như vậy tiếp đến cô khang nói ngay người thanh niên đi cùng với em chính là anh sơn đấy vậy là tôi đã kiểm tra được linh hồn cô khang qua anh sơn và không những thế đã nhờ cháu hằng nhận diện cả hai linh hồn qua ảnh ngày đầu tiên Hai linh hồn đã nhắc đến năm người trong gia đình tôi với sự hiểu biết rất chính xác về tính cách của từng người. Ngày thứ hai, tức ngày 17, hai linh hồn đã nhắc đến 10 người trong gia đình tôi cũng với sự hiểu biết chính xác như thế. Cách xưng hô cũng thể hiện rất đúng vị thế, thái độ và tình cảm của người nói đối với những người được nhắc đến. Các con tôi có ý kiến nói Bích thằng đã điều tra gia đình mình từ trước rồi, sự nghi ngờ đó tôi biết là vô căn cứ, nhưng dù có điều tra đi nữa cũng không thể đặt vào miệng người nói những câu như thế mà không phạm sai lầm. Ngoài những người trong gia đình, cô Khang còn nhắc đến chị Tiến, chị Nhương là những người quen biết cũ, nhắc đến cả anh Cương, anh Đạt là những người không quen biết nhưng đã góp sức vào việc tìm mộ gần đây. Ngày 17 bảy. Xuất hiện thêm bốn linh hồn nữa, lần này thì không có ảnh để nhận diện, nhưng qua những điều mà linh hồn nói ra thì phải thừa nhận đúng là những người đã chết đang nói. Bà già ngồi một chỗ khóc than kể lễ về sáu chị em gái, đúng là chị cả của chúng tôi, chị Nghĩa, cụ An là người cho mượn cái mai và chứng kiến việc chôn cất, cụ Giám là người chôn cất. Mỗi cụ nói ra những điều thể hiện đúng tư cách của mình còn linh hồn người đàn ông họ chữ tuy nói không nghe rõ nhưng đã nhờ cô khang nói với chú quỳnh nhắn giùm cho con gái ông ấy ở vũng tàu khớp lại những điều mà các linh hồn nói ra thì đều xác nhận hai cốt đã được bốc lên đúng là em tôi một cái cán thuổng là một vật chứng xác nhận thông tin mà linh hồn em tôi cung cấp đồng thời xác nhận ở mộ đúng là mộ em tôi hai Răng trắng chuyển sang màu đen xỉn là một vật chứng xác nhận thông tin của linh hồn em tôi, đồng thời xác nhận hài cốt đúng là em tôi. Ba, thông tin của em tôi về chị Nguyễn Thị B khi được biết tên thật là Nguyễn Thị Úc đã được xác nhận chỉ nằm trong danh sách liệt sĩ của xã. Bốn, thông tin của em tôi về cái còng sắt khó tay em tôi với tay người đàn ông đã được xác nhận qua lời kể cụ giám tuy hiện vật thì không tìm thấy có thể nó đã rỉ thành đất năm thông tin của em tôi về vị trí ngôi mộ cách thố đào lần trước ba bước chân sỏi dài ra phía bờ ao đã được xác nhận trên thực tế thông tin của em tôi về ba ngôi mộ sát gần nhau gần như nằm trên một đường thẳng trong đó mộ em tôi nằm giữa điều này khớp với chỉ dẫn của cụ giám 6. thông tin của em tôi về người dân đã vớt xác thực ra cũng là dân phòng giả dạng thôi. Điều này khớp với bằng khen về thành tích kháng chiến mà cụ dám nhận được, đồng thời khớp với lời kể cụ Yên về vai trò mà làng giao cho cụ dám. 7. Buổi sáng hiệu 7, khoảng 10 giờ, cụ Khang nói rằng người vất xác là cụ Đặng Đình Giám, thì buổi chiều khoảng 3 giờ, chính cụ dám xuất hiện kể về việc cụ đã vớt và chôn như thế nào. 8. Buổi sáng cô Khang kể việc cụ dám dừng lại bảo khi nào nhà ông An lên hương thì vào mà xin lọc. Thì buổi chiều cụ An xuất hiện nói về việc cụ dám mượn cái mai rồi kéo xác qua rảnh nước đến chân ruộng mà như thế nào. Chính khi xem ảnh, cụ dám bảo người phụ nữ mà cù trông cất không để tóc dài nhưng trong ảnh mà cắt tóc đến gáy như bích hằng cô Khang xác nhận là đúng. Chính bọn địch đã cắt cục tóc cô Mớ tóc trùm lên sọ mà chúng tôi tìm thấy cũng là mớ tóc ngắn 10. Cụ dám tả lại khi chôn cô đã đặt cái xác hơi nghiêng vì không nắng thẳng lại được Mặt hướng ra sông cho mát mẻ, trước đó chúng tôi đã tìm thấy hài cốt ở tư thế ấy. 11. Cô Khang kể với cháu Hằng về móng tay của cô, điều này đối với tôi là một bằng chứng vô cùng quý giá để khẳng định hài cốt đúng là em tôi mười hai cô khang khoe với mọi người về việc ông anh bóc cát lập bắc hương điều này tuy chỉ là tiểu tiết nhưng chứng tỏ linh hồn em tôi đã biết việc tôi làm kể cả việc nhồi cát vào bảy bắc hương mấy ngày trước đó nhìn lại cái trận đồ bắt quái của anh nhã với những thông tin đáng tin cậy thu thập được qua các linh hồn kết hợp với những thông tin do dân làng cung cấp qua cuộc điều tra của chúng tôi, tôi nhìn lại cái trận đồ bác quái của anh Nhã. Mọi thông tin anh cho tôi đều đúng, nhưng do sắp xếp không theo một trật từ logic nên khó hiểu. Rối mù như một trận đồ bác quái. Bây giờ việc đã thành, tôi hiểu nó như sau. Một, trước tiên phải tìm đến một cái vùng sấy. Chính ở cái vùng này, xét em tôi khi còn chìm dưới đáy sông đã bị cuốn vào cuối tháng 6 đang là mùa nước. Mực nước sông luộc khi chưa đến mức báo động thường cách mặt đê với vài mét lúc sát nổi lên gặp lúc triều cường thì không trôi tuột đi mà dạt vào một khúc quanh của con đê. Cái vụn sấy chính là vụn hòa khúc quanh của con đê cũng ở đó. Vào mùa nước thì giải đất bãi ngoài đê kể cả cây cối đều ngập biển dưới nước không thể chôn trên đất bãi được mà phải kéo sát qua đê vào trong đồng. Nhưng dưới chân đê lại là một vũng ruộng trũng. Tháng 6 đang là mùa mưa, ruộng trũng đang bị ngập nước, vì thế phải kéo sát vào vùng chân mà cao hơn. Hai, ông giám đã kéo ba cái sát qua đê không khó khăn gì, vì mặt nước gần sát mặt đê. Nhưng nhà ông ở mãi cuối làng, cách đó một cây số, không phải tạt vào nhà ông An để mượn cái mai. Khi dừng lại, ông đã nói với xác chết về việc xin lọc. Ông An, mà anh Nhã nói không phải là anh An, con đã tiếp chúng tôi, mà là ông An, bố, tức là cụ An, cụ đã mất cách đây 40 năm. Cái quán ông An không phải là cái nhà anh An bây giờ, anh chị mới ra ở đó chừng 10 năm nay thôi. Bố mẹ anh vẫn ở cách đó 300 mét, sát mép cái đầm sen ở phía Tây, ông làm nghề chở đò ở bến la tiếng còn bà làm hàng sáo và bán bánh đúc cái nhà tranh lụp sụp của ông bà đồng thời là cái quán bán bánh đúc ba mượn được mai rồi ông dám đi lên trên con đường bờ bụng còn xác thì kéo trên cái lạch nước gần nhà ông an đến cái cống ở cửa chùa để đến vùng chân mạ mà nay là đất ở của cụ nhờ và ông điển còn đường bờ vùng và các lạch nước nay đã biến mất trong lòng các đầm sen. Cái cống lấy nước từ lạch vào vùng ruộng mạ thì nay vẫn còn, nhưng đường làng đã ngăn cách nó với đầm sen. Nó không còn tác dụng lấy nước vào vùng ruộng mạ nữa. 4. Hồi cải cách ruộng đất, vợ chồng bà nhờ được chia một mảnh ruộng mạ có địa chủ mà nay là đất ở của bà và ông Điển. Năm 1960, trong phong trào hợp tác hóa, ông bà đã góp ruộng vào hợp tác xã. Năm 1969, ông Điển được hợp tác xã chia cho một mảnh đất ruộng là đất ở. Mấy năm sau, bà nhờ và nhiều nhà trong vùng cũng được chia đất ở. Đó chính là cái xóm mới, dân mới ra khoảng 20 năm, mổ nằm trên đất cô nhường, đúng ra là trên đất của cô nhờ. Cái âm thanh... Mà anh Nhã nghe lơ lớ như nhường dương nhượng Thật ra là nhờ một cái tên rất quê Và cũng ít gặp Năm Đường xá mà anh Nhã vẽ trên bản đồ Thì anh Đạt và Cụ Yên nhận ra ngay Nhưng Cụ Yên nhận xét Nó được vẽ đường ngày xưa Ông án như bây giờ thôi Tất cả những thông tin trên Đến với anh Nhã đúng như đã diễn ra cách đây 50 năm Mở ngọt chính xác là 49 năm cộng 1 tháng đóng ngọt. Sớm nhất cũng là 20 năm, nhưng thông tin đến với anh không theo trình tự thời gian và cũng chẳng có mối liên kết giữa các hiện tượng, thành thử. Đã có lúc tôi nghĩ nó chỉ là trận đồ ác quái do anh bày ra. 6. Những dấu hiệu và tín hiệu khác cũng rất đúng nhưng lại là những hiện tượng mới xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra cái gốc cây đổ là cây nhót mà ông điển mới chặt nhưng chưa kịp đến mất gốc. Năm cây cỏ lại có 10 bông hoa tím nhạt thì sớm nhất cũng chỉ ra hoa được một tuần trước đó. Rồi bé gái mặc áo hoa xanh rồi con chó vàng nằm một chỗ như ốm rồi cái nhà mà bốn mặt đều sơn màu vàng trắng lốp trước nhà đầy hoa đỏ. Tất cả đều đúng nhưng tại sao anh nhã nói trúng như thế? Chính anh không hiểu thì tôi làm sao mà hiểu được. 7. Cái bản đồ do anh Nhã vẽ sau này tôi mới hiểu là chỉ có thể dùng để định hướng thôi, không thể xem như bản đồ địa chính. Có những chỗ rất đúng về chi tiết như rễ trái 60m, rồi rễ phải 45m, nhưng cái quán ông An thì lại không nằm cạnh đường, mà nằm bên kia cái đầm sen cách nhà ông Điển chừng nửa cây số, cái quán tạp hóa có cửa màu xanh dương cũng không nằm cạnh ngã tư mà nằm ở bên kia một cái ao to. Tuổi tác của cô nhường của ông An cũng chỉ án chừng chứ không thật chính xác. 8. Địa điểm ngôi mộ rất đúng nhưng chỉ đúng cho một hình vuông có cạnh 5 mét. Ngoài hình vuông đó thì chạm vào hai mộ khác. Trong khoảng diện tích 25 mét đó phải đào một cái hố chỉ rộng 2 m năm quả là không dễ gì trúng ngay được. Khi vẽ bản đồ anh ghi, mổ nằm cách gốc cây đổ 4 m Nếu đào đúng như thế về hướng đông, đông nam thì trúng. Nhưng khi anh hướng dẫn tôi về hình tam giác thì lại chỉ còn cách gốc cây đổ 1 m năm khi chỉnh mộ thì anh bảo phát triển về hướng Nam, đúng ra là phải phát triển về hướng Đông, Đông Nam. Lần thứ hai với sự chỉ dẫn của đôi bướm màu thì tiến thêm về phía đông nam là đúng hướng. Nhưng nếu đào thì phần cuối của hố mới gần chạm đến đầu hài cốt. Phải đào một cái hố thứ ba xây ngang theo hướng tây bắc đông nam và lùi hẳn về phía đông 2 mét lấy dải hoa tím chiếu thẳng ra bờ ao làm cạnh của hố mới trúng được hài cốt. Qua đây tôi hiểu tại sao anh nhã dặn tôi chỉnh mộ là một quá trình vất vả lắm đấy, thật tình. Nếu phải đào đến cái hố thứ hai mà không đạt kết quả, thì niềm tin và hy vọng mong manh của tôi vào con đường thần bí chắc sẽ bốc hơi hết, không còn gì để đào tiếp cái hố thứ ba. Nếu không nhờ được cháu hàng chỉnh mộ theo con đường gọi hồn, thì bao nhiêu công sức của anh Nhã và của tôi đều bỏ phí. Xem như rơi vào tỷ lệ trọc 40% chín về độ sâu của cái hố phải đào thì chỉ dẫn đầu tiên của anh nhã là rất đúng chính ở độ sâu một m năm chúng tôi đã bóc được hài cốt nhưng khi chính mộ thì anh lại hai lần yêu cầu đào sâu thêm nữa phải chăng chính anh cũng đang phải mò mẫm trong sự bí ẩn